Chào mấy bạn, trong buổi trưa ngày hôm nay anh Phi đang đăng cái hình sản phẩm đồng chợ đồ chơi đồng hồ robot biến hình. Nhưng mà anh Phi tìm lại cái clip ở trên cái thư mục hình ảnh của mình thì cũng chỉ có cái clip của nhà sản xuất thôi. Nó cũng chưa có rõ ràng lắm, nó hình ảnh nó không có mang cái chất lượng cao, cho nên anh Phi làm nhanh cái phần này. Không cần nhạc nền, anh Phi sẽ làm nhanh phần này để các bạn thấy. Hiện nay ở Abo thì anh Phi còn được 3 màu, màu vàng, màu xanh và màu tím. Nó còn màu hồng nữa, nhưng mà màu hồng của anh Phi hết rồi. Chắc có thể là các bé thích màu hồng, các bạn nữ yêu thích màu hồng, cho nên là các bạn nữ rình mất hết rồi. Và bây giờ anh Phi sẽ review một trong ba con này để xem coi nó chơi như thế nào và nó có chỉnh đồng hồ được hay không, nó có xem giờ được hay không. Thì anh Phi cũng chưa có biết cái con này chơi làm sao, chỉ thấy hình ảnh trên cái phần thông tin của nhà sản xuất thôi. Và bây giờ anh Phi sẽ xem coi nó như thế nào ha các bạn ha. Rồi, thì đang trong lúc anh Phi đang xuất cái clip dành cho cái bộ đồ chơi đập băng thì anh Phi làm nhanh cái phần này luôn. Và có thể là khi anh Phi up thì nó sẽ lên trước, cái clip hồi sáng nay anh làm sẽ lên sau, mà cái clip buổi trưa làm nó sẽ lên trước. Cái sản phẩm nó sẽ được định hình ở phía trong này, nhìn ngoài vào thì anh Phi thấy nó cũng có cái thời gian nó đang chạy ở đây nè các bạn. Mà cái số này là hình như chạy được á, chứ không phải nó chớp nè các bạn thấy không. Đồng hồ điện tử thì nó sẽ chớp hai cái dấu chấm ở đây để nó báo là đang hoạt động. Thì anh Phi sẽ chỉnh giờ xem như nào. Nó có hai cái nút phía bên này, và các bạn nhấn hai cái nút này nó sẽ là màu hồng. Con màu tím nó cũng là màu hồng luôn ha các bạn ha. Đây, con màu tím cái nút nó cũng là màu hồng luôn. Có thể màu tím nó dành cho nữ hay gì đây mà nó có nút màu hồng. Riêng con màu xanh thì nó có nút màu vàng ha. Thì nam thì có thể mua con màu xanh này, còn nữ thì có thể mua con màu vàng hoặc là con màu tím cũng được, tại vì cái màu đầu nó là màu hồng luôn ha. Còn nếu mà bạn trai nào yêu thích ngành nghề thiết kế thời trang thì phá cách chút xíu cũng được ha. Anh Phi nhấn ở đây, anh Phi chỉnh giờ nè, nó sẽ nhảy các cái chỉnh. Thì bây giờ hiện nay là 11:51 thì anh Phi sẽ bấm chỉnh ha. 8:44 thì anh Phi, nhiệm vụ của anh Phi là phải chỉnh qua 11 giờ. Đây anh Phi bấm nút này là để chọn chế độ chỉnh ha. 8:09:10:11 ha. Anh Phi nhấn thêm cái nữa, 44 phút ha. Nó là 51 phút, đúng rồi đó các bạn ha. Rồi, ngày này là 24 tháng 3, thì bây giờ anh Phi chọn là tháng 7, 11 tháng 7 ha các bạn ha. Cái nữa là 11, anh Phi phải chạy vòng qua luôn. Chỉnh giờ thì nó cũng dễ thôi, nó không khó khăn gì đâu các bạn ha. Rồi, 11 tháng 7, thế là 11:51 xong. Rồi, anh Phi đã chỉnh xong rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ biến nó thành cái đồng hồ. Cái chân của nó nè ha, chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta quay cái này lên ha. Rồi, chúng ta quay cái này quay sau đây ha. Đây, quay ngược lại ha. Nó cũng dễ, không có gì khó. Rồi, nó sẽ bụp xuống để nó kẹp cho tay của các bạn ha. Đây, đấy, các bạn thấy không? Đó. Đây ha. Đó. Thì các bạn đưa vào tay và các bạn kẹp lại thôi ha. Đây, thấy không? Cái này nó có vào vô. Do tay anh Phi lớn quá, tay anh Phi to quá, cho nên nó là nó hơi khó để gài vô. Nhưng mà tay các bạn nhỏ thì các bạn sẽ gài nó như vậy, nó sẽ trở thành cái đồng hồ robot giống như vậy ha. Đấy. Các bạn thấy không? Nó ôm vào cái phần tay chỗ này. Do tay anh Phi to quá cho nên là nó không có móc vô được. Cái này nó móc vô đây. Vậy thì ta lấy tay ra ha, chúng ta móc xem mà nó như thế nào ha. Đây, nó sẽ móc vào. Nó có cái bàn tay ở đây nữa nè các bạn ha. Gỡ ra thành robot nè ha. Đẩy vô để xem mà nó móc vô sao đây nha. Đấy, nó phải móc vô được. Rồi, anh Phi sẽ xem xét coi nó móc như thế nào. Ở đây, hai cái này nó dính lại nè các bạn ha. Đấy, rồi ở đây thì nó có dính lại nhau hay không. Đấy, ha. Dính lại hay không thì không biết, nhưng mà giờ chúng ta phải móc vào cái đã ha. Đấy. Đây, gài vô ha. Bên này cũng vậy, đây gài vô. Đấy, rồi ở đây nó sẽ có cái cây này. Rồi, đây xong ha. Đây, đây chính là cái đồng hồ của chúng ta, đồng hồ robot biến hình ha. Rồi. Và tất nhiên là chỗ này nó sai chút xíu, nên vì phải đưa nó lên trên. Rồi, xong ha. Cái miếng này nó phải nằm giữa. Rồi, hai cái này nó sẽ
gài vô với nhau qua cái miếng nhỏ này đó. Rồi đây, đây xong ha các bạn ha. Rồi tới đây thì anh Phi cũng kết thúc nhanh cái đoạn clip của mình ở đây. Rồi đồng hồ biến hình anh Phi có đăng ở trên Sen Đỏ ha, cái clip ở phía dưới. Rồi cái đường link ở phía dưới, chứ xin lỗi, cái đường link ở phía dưới cái clip này.